Ngày hôm nay Chí Cảnh sẽ kể cho mọi người nghe chi tiết cái đêm kinh hoàng chị Ni bị bắt ở tại Malai. Nói chung là cái đêm đó Chí Cảnh sẽ kể chi tiết cho mọi người nghe, và sau khi mọi người nghe xong thì mọi người sẽ thương chị Ni cực kỳ luôn. Và Chí Cảnh nghĩ rằng là chị Ni phải được kiểu mà ông bà đó gánh rất là nhiều luôn đó mọi người. Chắc chắn là mọi người đã nghe Võ Dực Bân kể trong cái livestream ngày hôm nay rồi đúng không? Mọi người cũng đã nghe sơ sơ rồi đúng không mọi người? Thì nếu như mà cô chú anh chị nào mà chưa có nghe cái live đó thì Chí Cảnh sẽ kể lại cho khán giả của Chí Cảnh nghe để mọi người hiểu rõ hơn. Đó, mọi người sẽ hiểu rõ hơn. Và những gì Võ Dực Bân kể á, là Võ Dực Bân vẫn còn giữ lại đó, vẫn còn giữ lại một một cái gì đó mà chưa thể nói hết đó mọi người. Đó. Thì ngày hôm nay Chí Cảnh sẽ kể cho mọi người nghe lý do vì sao chị Ni bị bắt nè, rồi ai đã hãm hại chị Ni, ai đã đứng phía sau để mà chi tiền để mà hãm hại chị Ni thế này thế nọ đó, thì Chí Cảnh sẽ kể hết cho mọi người nghe. Và sau khi mọi người nghe Chí Cảnh kể xong thì mọi người sẽ rất là thương chị Ni, và mọi người cũng cảm thấy là rất là trong cái rủi có cái may ha. Đầu tiên á, là cái đêm đó thì mọi người thấy là chị Ni có livestream á, thì vậy chị Ni có thông báo là sẽ về đúng không, thì tụi nó canh canh ở sân bay luôn, tụi nó canh và tụi nó đã có một cái kế hoạch để mà gài chị Ni, để mà kế hoạch để mà báo báo mà kiểu vu khống cho chị Ni như vậy, mình báo vậy đó để mà bắt chị Ni với mọi người. Và có một người nói chung là cũng khá là giàu có, đã chi tiền ra, đã chi tiền ra cho cái bọn mà ở bên Malai đó mọi người, chứ cái bọn đó nó làm gì có tiền để nó làm. Thì có một cái người đó không biết là bà nào tự nhột thì bà đã bỏ tiền ra để mà cho cái con ở bên mấy con bên bên Malai đó nó thông đồng đó, rồi nó báo đó mọi người. Thì lúc đó chị Ni cũng không có, nói chung là chị Ni cũng hơi chủ quan, chị Ni cũng hơi chủ quan là trong cái live stream thì chị Ni có nói là cái ngày chị Ni đó, cho nên nó đón và nó báo, nó đón nó cầm sẵn đó. Chứ nếu như mà chị Ni không có thông báo mà hành tung nó bí ẩn thì có thể cũng không, nó không biết đường đâu. Nhưng mà rất là xui á, là tại vì cái lúc đó chị Ni cũng không có nghĩ đó, tại vì chị Ni nghĩ là mình đâu có tội tình gì đâu mà mình bị, cho nên là chị Ni cũng không có cái sự đề phòng, tại vì chị Ni nghĩ là mình đâu có làm cái gì đâu mà bị bắt bị tội gì đâu, cho nên là không đề phòng. Cái thứ hai nữa là chị Ni kiểu mà nghĩ là mình đâu có bị cái gì đâu, cho nên là khi mà chị Ni đi ra cũng đi một mình luôn, không có thông báo cho ai luôn, rất là bình thường như những lần khác. Thì cái tụi bên đó đó nó đã canh ở đó là 1 2 ngày luôn mọi người, nó đã canh và nó báo như vậy và nó chụp sẵn luôn. Thì khi mà chị đi đi ra đó thì nó báo liền, nó báo thì mấy cái người ở bên đó lại bắt chị Ni. Và chị Ni là một người rất là thông minh và đầy bản lĩnh, và cũng như là đã trang bị cho mình những cái kiến thức cơ bản và cần thiết khi mà mình bị vào tình huống đó, cho nên là chị Ni đã xử lý rất là hay. Là khi mà chị Ni bị như vậy thì chị Ni yêu cầu là phải kiểm tra hành lý tại đó luôn để xác định là trong đó có cái gì hay không, chứ nếu không trên cái đường nó dẫn về nó nhét vô thì sao, nó nhét vô rồi nó kết án một cái là 15 20 năm là, hoặc là đi đi luôn đúng đúng không mọi người. Cho nên là chị Ni đã yêu cầu là phải kiểm tra tại đó, có sự chứng kiến của tiếp viên hay là có người ở đó luôn chị Ni mới đồng ý, chứ đâu có cho mà tụi nó áp giải lên mà không kiểm tra gì hết, rồi trên đường đi đó nó quăng vô đó rồi sao mình cãi lại nó, sao mình cãi lại đúng không mọi người. Cho nên là chị Ni rất là giỏi luôn á, nhảy đầu nhảy số rất là nhanh, cực kỳ bình tĩnh luôn á. Chứ nếu như mà mọi người là nhiều khi mọi người đâu có nghĩ cái tình huống đó, rồi mọi người cứ thấy nó vậy rồi mọi người đi theo luôn là sao đúng không. Mà chị đi rất là hay, rất là bản lĩnh, rất là bình tĩnh, và yêu cầu là phải kiểm tra đồ này nọ cho tôi để xác minh là tôi không có liên quan gì tới cái chuyện mà hàng hóa đồ này nọ đồ ok hết, thì chị đi mới 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 đồng ý đi. Thì nói chung là lẽ ra là chị Ni sẽ gặp rất là nhiều khó khăn nếu như mà mấy cái con đó đó, mấy cái con mà bên Malai đó đó, nó không có ghi cái video lại, nó gửi cho thám tử cao, thì chị Ni sẽ rất là khó khăn, tại vì đâu có ai biết đâu, và tụi nó âm thầm tụi nó làm luôn thì không ai biết.
tụi nó sẽ không ai biết, và mình cũng không biết là bị ở đâu, bị như thế nào, về ai ai ra sao rồi mình không biết luôn. Nhưng mà rất là may là cái thằng thám tử Cao nó là một cái thằng mà kiểu lanh chanh, nó thấy cái đó một cái nó mừng, trời ơi nó mừng giống như kiểu mà người thân của nó mà từ cõi kia đi về với nó mừng, tại vì nó trời ơi vô rồi, trời ơi vô rồi, có cái clip này đưa lên một cái là trời ơi view cao dữ lắm, trời ơi ngon rồi, bữa trời ơi có cái clip này một cái là bữa nay trời ơi view cao là bữa nay mấy triệu rồi, trời ơi bữa nay là coi như khách vô là đăng vô vô xem là trời ơi là uy tín rồi hen rồi, rồi từ cái vụ của chị đi một cái là ngày một ngày lại hai ba lần, một ngày hai ba lần là ngon, một ngày kiếm biết bao nhiêu tiền, livestream đó mọi người kiếm biết bao nhiêu tiền là ngon, đâu có gì, đâu có ấy được, đâu có cưỡng ai được. Mà nói chung là mấy cái đứa đó thì thường là nó không có học thức, mấy đứa là thường không có học thức, kiểu mà thấy 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 tiền trước mắt là ok ha, cho nên là nó không có suy nghĩ cho đại cuộc, nó không có suy nghĩ cho đại cuộc, cho nên nó thì sao gửi về cái con mấy cái con bên đó đó, nó gửi cho thám tử Cao, nó gửi cho thám tử Cao đó, gọi làm vậy đó, nó gửi cho thám tử Cao tưởng đâu làm vậy là hạ uy tín của chị đi rồi xuống liền ha, bắt đầu đâu có suy nghĩ tới. Thì sau khi mà biết như vậy thì luật sư của chị Ni là một luật sư đã theo chị Ni 12 năm rồi, và đặc biệt là khi cái clip đó lên thì làm chấn động luôn tất cả người thân bạn bè từ khắp mọi miền đất nước, nước nào cũng có hết, đã tập trung vào, rất là nhiều người đã ngay lập tức liên hệ liền rồi, luật sư đồ này nọ, rồi một số người kiểu mà có liên quan đó thì họ 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 tới để mà họ xử lý liền. Thì hiện tại cái đêm đó chị Ni bị giữ khoảng chừng 5-6 tiếng trong đêm đó, và có một cái điều mà nó rất là kinh khủng là mọi người, là trong cái đêm đó thì nói chung là bên cái phía mà bắt chị Ni đó đã vi phạm rất là nghiêm trọng cái tố tụng, có nghĩa là không có nói chung là chưa có gì hết, là lại đẩy chị Ni, một người phụ nữ bé nhỏ của chúng ta, một chị Ni rất là bé nhỏ của chúng ta, họ đã nhẫn tâm đẩy chị Ni vô nhốt chung với những người tử tù ở bên đó. Nói chung là nghe tới đây là mọi người nghe là mọi người thấy sợ luôn đúng không? Họ đã nhẫn tâm đẩy chị Ni bé nhỏ của chúng ta vào trong đó cùng với những nữ tử tù, và đối với những nữ tử tù thì mọi người biết rồi đó, họ đâu còn gì để mất. Họ đâu còn gì để mất, và khi mà đẩy một người vô đó thì mọi người cũng biết là nhiều khi họ cũng có những cái là bây giờ bữa nay tao đẩy con đó vô mày muốn làm gì mày làm, tại vì nó đâu còn gì để mất nữa mọi người, nó ở phòng đó là nó cũng chờ ngày thôi, chứ nó đâu có còn là còn 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 gì nữa đâu, cho nên á rất là nhẫn tâm đẩy vô đó. Thì nó nghĩ rằng là chị đi vô đó thì thế nào cũng có một đêm đầy ác mộng, đầy kinh hoàng, và dù cho chị Ni có trở ra thì cũng te tua tơi tả. Nói chung là khi mà chị Cảnh nghe Võ Dực Vân kể tới cái lúc này là tự nhiên chị Cảnh thấy nó quá kinh khủng luôn mọi người, giống như kiểu trời ơi không biết lỡ mà đêm đó rồi mấy cái nữ tử tù đó mà làm cái gì chị Ni rồi không biết là mình như thế nào luôn á mọi người. Nói tới đây là khi mà nghe nghe Võ Dực Vân kể tới đó, đó mà chị Cảnh nói chung là chị Cảnh muốn khóc luôn á mọi người. Không phải là mình giả tạo gì đâu mà mình cảm thấy trời ơi nếu như mà cái đêm đó là một đêm rất là kinh khủng, chị Ni phải ở trong cái đêm đó, và cái tội của chị Ni là không có phải vô trong đó. Cái tội của chị Ni là không có phải đi chung với mấy cái bà đó. Và đó là lý do vì sao mà họ đã vi phạm rất là nghiêm trọng cái tố tụng, mà giống như kiểu mà tự dưng cái đẩy người ta vô trong vô chung với mấy cái bà mà tử tù trong đó đó mọi người. Thì khi mà chị Ni vào trong đó đó thì thứ nhất cái là đầu tiên là Chí Cảnh nghĩ là chị Ni được ông bà độ nè, rồi có thể được chú Vũ Linh phù hộ nè, và đặc biệt là chị Ni là một người có phước đức, cho nên là chị Ni đã vượt qua đêm đó một cách rất là thần kỳ, một cách rất là thần kỳ, rất là khó tin. Tại vì á khi mà đi vào trong đó thì mọi người biết rồi đó, nó rất là kinh khủng, nó rất là kinh khủng, và rất là may cho chị Ni á là cái đêm đó thì có thể những cái nữ tử tù đó họ không có khó ăn khó ở, họ rất là vui, họ rất là bình thường, chứ nếu như mà họ bữa đó mà họ khó chịu nha, họ khó chịu là mình không có cần làm gì cho nó, họ cũng làm mình. Nếu như mà họ đang khó chịu, đang bực mình á,
Tại vì kiểu mà họ bất cần rồi đó mọi người. Thì dù cho mình có gì họ cũng làm. Nhưng mà rất là may là những đêm đó mấy bà đó bà bình thường, bà không có khó ăn khó ở. Cái thứ hai nữa là có thể là do chị Ni là một người rất là đẹp, và cái gương mặt của chị Ni đó cũng phúc hậu, cho nên đã làm mềm lòng những nữ tử tù đó, không có làm cho những nữ tử tù đó cảm thấy ngứa mắt hay là cảm thấy khó chịu. Có thể là do chị Ni rất là đẹp, rồi rất là cái gương mặt rất là hiền, ở bên ngoài rất là hiền từ như vậy, thì đã làm cho những nữ tử tù kia đó nói chung là cũng trỗi dậy cái lòng trắc ẩn, cho nên là họ cũng không có làm cái gì vô cớ ha. Nhưng chị Ni không phải ví dụ như mà mọi người mà đi vô trong đó, mà nếu như mọi người mà không có bản lĩnh á, không có bản lĩnh thì mọi người thể hiện cái sự mà run sợ tái lai tái lét, là nhiều khi làm như vậy là mấy bà đó bà ghét mà. Không phải vô đó mà thập thỏm mà bà thương đâu, bà càng thấy vậy bà càng ghét, mà chổi gì cái tính mà bà làm cho bà đạt cái niềm vui cuối đời đó. Thì chị đi vô chị đi cũng rất là bình thường, rất là bình tĩnh, rất là bình thường, rất là bình tĩnh. Và lúc đó chị đi cũng rất là mệt, rồi chị đi ngồi khoanh tay như vậy, chị đi ngồi khoanh tay như vậy, thì mấy bà đó mới hỏi là sao mày vô đây, sao mày vô đây. Thì chị Ni mới nói là cướp, cướp. Thì mấy bà đó bà nghe bà cũng lạ, bà thấy, thấy cũng ngưỡng mộ rồi, tại vì kiểu kiểu mà cái con này sao mình thấy nhìn nó bình thường, nó cũng 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 thấy nó hiền quá, mà sao tự nhiên nó cướp ta hay vậy. Cho nên là kiểu mà mấy con nó thấy lạ, nó thấy thú vị đó, nó nói, ủa cái con này sao ta thấy nó cũng kiểu mà nó cũng 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 thấy nó cũng hiền, nó cũng nhỏ nhắn, rồi nó cũng mặt mày nó cũng đẹp là dễ thương gì đây, mà sao tự nhiên nó cướp. Cho nên là chị Ni cũng kiểu mà chị Ni cũng mắc cười lắm mọi người, chị Ni cũng 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 nói gì đó, nó cướp. Cái nó hỏi là mày cướp cái gì, cái chị Ni nói là tao cướp nhà, cướp nhà. Cái xong rồi mấy con nó hỏi là mày cướp bằng cái gì, cái chị Ni mới nói, chị Ni mới làm gì đó. Là mấy bà đó rén, mấy bà đó rén liền hỏi mày cướp bằng gì, thì chị Ni gì nào? Là nó rén liền, tại vì kiểu mà trời ơi phải 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 dân 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 thứ dữ á. Là mấy con nó sợ, mấy con nó kiểu không phải sợ mà kiểu mà nó kiểu kiểu mà nó cũng 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 ấy đó mọi người, nó cũng kiểu mà nó cũng thấy mắc cười, rồi nó cũng cảm thấy ơi sao cái con này nó cũng bản lĩnh quá đó. Rồi nó mới hỏi thêm là ừ mày cướp làm sao rồi. Thì đó thì do chị đi cũng khá là mệt, cho nên là chị đi cũng chỉ trả lời ngắn gọn như vậy thôi. Rồi chị đi ngồi đó thì mấy cái con nó không hiểu lý do gì mà nó không có ấy chị đi, nó không có làm gì hết trơn á, nó bình thường. Thì tới sáng khi mà luật sư chị đi tới bảo lãnh ra đó, thì lúc đó chị đi mới nói chuyện với tụi nó, có nghĩa là người ta kêu là sắp có người bảo lãnh mày ra rồi đó, ấy mày ra đó. Thì lúc đó chị Ni mới nói chuyện nhiều hơn với tụi nó, thì chị Ni mới kể cho tụi nó nghe là ừ tao tới tao giúp người như vậy, rồi tao cũng có được ủy quyền mấy cái đứa đó, là thật ra là những người mà kiểu mà lừa đảo, rồi tao được cái nạn nhân ủy quyền, thì tao tới tao cũng có mang theo trình báo cảnh sát công an đồ theo đó, là tao đi vô thì tao tao chỉ lấy những gì mà họ lừa đảo, mà chỉ lấy được có một tí xíu thôi, so với cái số tiền mà họ lừa đảo còn kinh khủng hơn, thì tao chỉ tới tao giúp như vậy thôi. Cái mấy cái con mà tử tù đó, nó còn gành, nó cũng cũng nắm luật giỏi lắm, tại vì giống như kiểu mà nó cũng 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 vào tù ra tội hay gì đó. Cái nó kêu là trời, cái tội của mày đâu có bao giờ vô đây, cái tội mày có tội gì đâu, thì mày gì thì mày có tội gì đâu mà mày vô đây, trời sao tao tưởng đâu là mày cũng thứ dữ, mày vô chung với tao đồ, ai ngờ mà mày không có bị gì hết trơn á. Rồi mấy cái bà đó, bà còn bà tử tù mà bà còn hay vậy đó, mà bà nói là trời ơi tao tối giờ tao tưởng đâu mày làm gì đâu mà kinh khủng như tụi tao rồi nè, mấy ấy còn mày có cái gì đâu mà đẩy mày vô đây làm quan cho mày đó. Là mấy bà đó bà còn nói cái gì đó mọi người, trời ơi thấy con mấy không, thấy trong cái rủi có cái mai không, nó hên dễ sợ không. Chứ nếu như mà mấy bà đó mà bữa đó mà bà khó ăn khó ở, mà kiểu mà bà tự dưng trong lòng bà khó chịu là rồi đó, bà không có cần bà hỏi chứ, cho nên là bà vô bà làm liền đó mọi người, là cũng te tua cũng bậm dập đó, tại vì mấy bà nội đó bà đâu còn gì để mất, mấy bà đó đâu còn gì để mất, coi như là bà làm gì thì bà cờ bà cũng tới cái ngày bà thi hành thôi, bà nào mà làm quá thì thi hành sớm cháu khỏe luôn á mọi người đó. Cho nên là rất là may cho chị Ni là đêm đó được bình yên vô sự một cách rất là khó tin. Và cái tụi kia đó, cái tụi mà nó làm mọi cách để đẩy chị Ni vô cái phòng đó, là nó cứ tưởng là chị Ni sẽ te tua rồi. Mọi người có thấy nó đồn lên không, nó đồn là chị Ni bị thế này thế kia, là không phải là bị là do công an là đâu, mà do những cái bạn bạn tiều á, là nó tưởng đâu là chị Ni bị như vậy, cho nên nó đồn lên.
nó đồn lên là chị Ni bị như vậy, tại vì nó kiểu mà nó cố tình đẩy chị Ni vô cái phòng đó, là nó nghĩ là thế nào, tại vì ai vô đó cũng sẽ nhiều khi chắc cũng sẽ bị như vậy hay sao đó, cho nên là trời ơi nó làm hết như vậy mọi người. Nhưng mà rất là may cho chị Ni, rất là may cho chị Ni là chị Ni không bị, chứ bây giờ mà chị Ni mà bị như vậy mà lỡ mà mặt mày hay là này nọ chắc mình đau lòng lắm đúng không mọi người. Bởi vì khi mà nghe tới cái khúc đó là chỉ cảnh trời nói sao mà họ nhẫn tâm đẩy chị Ni bé nhỏ của tôi của mọi người của chúng ta, đẩy chị Ni bé nhỏ của chúng ta vô trong cái phòng đó, là một cái phòng rất là kinh khủng, nói chung rất là kinh khủng mọi người. Và những cái đứa đó thì mọi người biết gì đó, đứa nào cũng xăm chỗ hết, và tướng tá là trời ơi cũng cỡ cỡ Thủy Lê trở lên thôi đó. Cỡ Thủy Lê trở lên trong đó đó, thì nó chị Ni đã được 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 giống như kiểu có một cái sự may mắn rất là kinh khủng luôn, là vượt qua đêm đó rất là an toàn. Thì sau đó thì luật sư và một luật sư đó đã theo chị Ni 12 năm rất là giỏi, và một số luật sư khác nữa, hai luật sư nữa đã báo lên cấp cao hơn, đã báo lên cấp cao hơn về cái sai phạm của những người đã bắt chị Ni. Tại vì thứ nhất là khi bắt chị Ni như vậy thì tại sao hình ảnh lại rò rỉ ra, ai là người chụp như vậy, ai là người báo tin về ai, cảnh sát cảnh nơi gì mà chờ bắt nạn nhân mà để cho nó quay rồi nó tung hình ảnh của người ta lên trong khi chưa kết án, người ta chưa là tội phạm, mới có vừa như vậy thôi, chưa có làm gì hết mà đã tung hình ảnh của người ta lên như vậy. Thì luật sư của chị Ni và những người luật sư giỏi bên đó và những người có quyền lực ở bản nó đã báo lên cấp cao hơn, thì ở trên kỷ luật hết những cái thằng đó, ở trên đã kỷ luật hết những thằng đó, và những thằng đó nó bị khiển trách rất là kinh khủng, và nó đã gọi điện, nó chửi những cái người mà đã tài lanh tài khôn đó, nó đã chửi những người tài lanh tài khôn là tại sao mà tụi bay đưa đưa clip đó lên rồi tụi bay làm hại tao rồi đó, là tụi nó ghét tụi nó đâu có thèm mãi nữa, tụi nó đâu có thèm mà giúp đỡ cái tụi đó nữa, tụi nó sợ rồi, tụi nó kiểu mà bị vậy nó sợ sa thải nó rồi, nó ấy liền. Rồi chị Ni cũng đâu có lỗi lầm, đâu có gì đâu. Rồi xong chị Ni được thả ra. Chị Ni được thả ra. Và cái lỗi của chị Ni á, thì thật sự mà nói đó, thì nó không phải là một cái lỗi gì nghiêm trọng, mà là tại cái thời điểm mà cái người nạn nhân á, bị lừa đảo, thì họ họ nhờ chị Ni, và họ có giấy ủy quyền nữa. Họ ủy quyền cho chị Ni. Thì chị Ni tới, chị Ni có trình báo và dẫn theo cảnh sát luôn, là cái người nạn nhân này đã ủy quyền cho tôi, cho nên là tôi vô đây để mà tôi lấy cái này để mà tôi trả lại cho cái người kia, và có sự tôi đã báo cảnh sát rồi này nọ rồi đó mọi người. Rồi thêm nữa là tới cái ông mà Trung Quốc, ông người qua người ơi gì đó, thì người ta bắt đầu người ta điều tra ổng, là tại sao trong nhà giữ tiền mặt mấy tỷ như vậy, ở đâu, tại sao giữ như vậy, ở đâu, rồi người ta điều tra nguồn gốc, rồi ổng sợ cái ổng sợ cái ổng mới đổi thừa cho cái bà kia, cái bà mà đang bị truy nã chi ơi gì đó đó, nó nói tiền của con đó, nó ổ tiền con đó thì gì, giờ mày báo cái gì, tự dưng tiền của con đó thì nó lừa đảo, nó lừa ơ đó, rồi giờ mày báo gì. Rồi xong ổng đâu ổng sợ bị hốt, ổng sợ ổng hốt luôn mọi người, ổng sợ ổng hốt lên, cho nên là mới xong đó, mới xong xuôi đó. Rồi sẵn cái chuyện này á, là chị Ni được 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 minh oan luôn, là sẵn cái chuyện mà bị bắt này thì chị Ni cũng giải quyết cái vấn đề mà ngày xưa mình như thế nào, rồi bây giờ là đã xong cái vụ đó luôn, và từ nay về sau thì không cần phải thấp thỏm gì nữa, và không có phải mang tiếng gì cả, không có phải mang tiếng mang tai là thế này thế nọ, thì hôm nay là đã xử giải quyết tụi nó luôn. Cho nên á, gọi thêm nữa là có một cái con mà ngày xưa nó đi chung với chị Ni hay gì đó, thì sau đó nó phản chị Ni, nó quay ra nó tống tiền chị Ni, nó đòi tiền đòi ơ gì đó, thì chị Ni không có đồng ý, để mà nó làm cái hành động đó, cho nên nó phản chị Ni. Thì lúc đó nó cũng cấu kết với mấy cái con bên Malai đó để mà nó vô trong đó để mà tụi nó kêu là mày vô trong đó mày bị bắt chung đi, rồi mày khai là thế này thế kia, để con Ni nó tội nặng hơn, tại vì có tổ chức, có đồng phạm, có tổ chức gì đó, nó vô. Thì cái con đó nó cũng chịu, tưởng đâu có tiền, nhưng mà vô trong đó thì bắt đầu luật sư của bên phía chị Ni đã báo lên cấp cao hơn đồ này nọ đó, thì người ta vào cuộc ngay lập tức, thì cuối cùng thì chị Ni không bị gì hết. Và trong cái lúc mà chị Ni ra đó thì chị Ni cũng đã nói với luật sư của chị Ni là
giúp cho cái con phản đó, đó ra theo luôn. Nói chung là giúp cho nó giúp cho nó, và cái con đó nó đã bật khóc tại đó luôn. Nó đã bật khóc là tại vì nó không nghĩ rằng chị Ni tốt đến cái mức độ đó. Chị Ni tha thứ lỗi lầm cho nó. Nó là người đã muốn hại chị Ni thêm nữa. Nhưng mà cuối cùng là nó bị như vậy rồi. Khi mà chị Ni ấy đó, là chị Ni cũng kêu là thôi, nó cũng bị lợi dụng thôi, cho nên là chị Ni nói với luật sư là thôi ấy cho nó luôn. Có nghĩa là nói cho nó luôn để mà cho nó được ra, thì cái con đó nó đã bật khóc tại tòa. Nó đã bật khóc là tại vì thứ nhất là bật khóc vì hổ thẹn, vì quá hổ thẹn, và thứ hai nữa là vì một cái sự biết ơn, một cái sự biết ơn, và vì quá ngưỡng mộ một người mà mình hại người ta, mà người ta không có ấy mình, mà người ta còn nói giúp cho mình nữa. Cho nên là cái con đó thì chắc chắn từ đây về sau thì qua cái chuyện này thì chị Cảnh nghĩ rằng nó sẽ có một bài học, và từ đây về sau thì nó sẽ rất là thương chị Ni đó, bởi vì nó không nghĩ rằng chị Ni có thể tốt với nó đến cái mức độ đó. Đó là cái đêm kinh hoàng đó. Còn thứ nhất là cái con mà cái mấy cái con mà bên Malai đó, để mà nó cho nó gài này gài nọ, rồi nó báo này báo nọ, rồi ở đâu nó có tiền rồi này nọ, thì có người ở phía sau để mà cho tiền tụi nó. Chứ tụi nó là cái mấy cái con mà mấy 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 cái con mà không có tiền bạc gì hết trơn á, nó chỉ có tiền thì nó mới làm thôi, nó có tiền nó mới làm chứ. Trời ơi, mọi người thấy ông đi lên mà kêu gọi là ủng hộ tiền để mướn luật sư đâu, không có tiền, có nghĩa là không có tiền, nó phải làm như vậy đó. Nó lên nó giả bộ nó vậy đó để mà cái nữ nhân vật bí ẩn á, là góp thêm tiền. Nó lên nó làm gì đó để góp thêm tiền cho nó, chứ nó làm gì có tiền bạc. Cho nên nó là cái người ở phía sau là một người rất là kinh khủng, rất là độc ác, và muốn chị Ni là không có con đường về, muốn chị Ni không có con đường về. Và cái mà họ tàn nhẫn nhất là đẩy chị Ni vô cái phòng của những người tử tù. Và nếu như mà chị Ni mà không có may mắn thì dù cho chị Ni có được ra khỏi đêm đó đi, thì sáng ngày hôm sau thì cũng nằm trơ trọi, chứ không phải là đơn giản đâu, cũng te tua cũng trơ trọi. Nhưng mà phước chị đi rất là mạnh, tại vì cái lúc đó thì chị đi bị bất ngờ quá, cho nên đâu có ai biết như thế nào đâu, và tụi nó chỉ có một đêm đó để xử lý, tụi nó chỉ có một đêm đó để xử lý. Nhưng mà rất là may là đêm đó mấy bà tử tù đó, bà đã giống như kiểu bà động lòng á, động lòng bởi vì cái vẻ mặt của chị Ni là một người rất là đẹp, rất là hiền, rất là phúc hậu, cho nên là có thể là những đứa kia nó cảm thấy là cũng 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 là làm mềm lòng á mọi người, nó cũng làm mềm lòng tụi nó. Cho nên là thật sự mà nói thì hôm nay thì chị Cảnh nghe nghe chị Võ Dự Bân kể lại như vậy, rồi cũng có nghe sơ sơ, nói chung là cũng có nghe chia sẻ sơ sơ, nghe 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 chị Ni chia sẻ sơ sơ thôi, chị Cảnh thì không có hỏi hỏi quá nhiều. Chị Cảnh thì đặc biệt là chị Cảnh không có hỏi, chị Cảnh hồi trước giờ mọi người biết đó, chị Cảnh là một người không bao giờ hỏi bất kỳ một cái vấn đề gì về đời tư, về quá khứ và chuyện pháp lý của Hồng Loan, là chị Cảnh không bao giờ chị Cảnh hỏi. Cho nên á, ngày hôm nay thì chị Cảnh có nghe Võ Dược Bân chia sẻ, thì chị Cảnh tóm tắt lại đó mọi người, chị Cảnh tóm tắt lại cho mọi người để mọi người hiểu cái đêm kinh hoàng đó, và hiểu là chị Ni đã được được phù hộ như thế nào, đã được che chở ra sao. Và mọi người ơi, sau khi mà chị Ni về á, thì tất cả những người đã từng lên bịa đặt vu khống cho chị Ni thì phải chịu trách nhiệm hết. Và kể từ hôm, giống như kể từ cái lần về này, thì chị Ni sẽ không giống như trước là lên mạng nói bất kỳ một cái điều gì cả. Cho nên là bây giờ chị Ni chỉ có làm thôi, chứ không có nói giống như hồi trước, để đảm bảo sự an toàn. Còn có nhiều người hỏi là tại sao nói ngày 2 tháng 9 về mà tới ngày 4 mới đi ra đón, đúng không? Thì thật sự mà nói chị Ni về ngày 2 tháng 9, và cái hình mà chụp đó là cái hình mới nhất luôn, không có 2014, 15, 16 gì trơn á. Và
cái ngày đó thì chị đi về, chị đi không có thông báo cho bất kỳ ai cả, chị đi chỉ có nhắn tin cho chị Cảnh đồ này nọ đồ thôi, là chị đã ổn, chị ra rồi đồ này nọ đồ xong rồi, chứ chị đi không có báo là chị đi về, cũng không có báo là về lúc nào, và không có cho mọi người đón, là tại vì lúc đó chị đi về chung với chồng chị đi, cho nên là chồng chị đi là không có cho chị đi là lên trên mạng nữa. Cho nên là ngày 2 tháng 9 chị đi về, mà về ở ngoài kia với gia đình đồ này nọ đồ, thì cái ngày 4 là ngày chị đi tiễn chồng đi, tại vì chồng chị đi là một người có rất là nhiều công việc cho nên không có thể ở đây được, là khi mà về thì phải đi, thì chị đi tiễn ra, thì nói chung là cũng có người thấy rồi báo cho chị Hồng Loan, chị Hồng Loan mới mới ra đó mọi người. Và thêm nữa thì chị đi cũng cũng muốn làm xuất hiện để mà thứ nhất là để cho những người như Chí Cảnh, rồi chị Bích Trâm, Hồng Loan hay là chị Ni đồ Má Tư rồi đó, tại vì ngày đó có lên chúc mừng, mà bây giờ nếu như mà chị Ni không có ra thì mọi người nói là Chí Cảnh hay Võ Diệp Bân hay Má Tư rồi chúng tôi dẫn dắt nữa, rồi chúng tôi nói này nói nọ, cho nên chị Ni mấy 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 nói ok chị Ni sẽ xuất hiện một lần để cho mọi người thấy là chị Ni đã về Việt Nam, để cho mọi người an tâm, và để cho Chí Cảnh, Võ Diệp Bân rồi không có bị mang tiếng là nói như vậy mà có đâu, rồi mọi người thất vọng, mọi người đòi hủy kênh đồ này nọ đâu, đúng không? Thì nói chung là chị đi cũng thương cho Chí Cảnh, rồi thương cho mấy anh em đã nói chị đi về rồi đó, và cũng muốn ra mặt một lần để cho mọi người an tâm là chị đi đã về Việt Nam rồi, và cũng muốn cho những cái con người kia nói là chị đi không thể về Việt Nam rồi đó, thì hãy thực hiện lời hứa của mình là mình xóa kênh rồi quỳ lại gì đó đó một lần. Và kể từ bây giờ thì chị Ni sẽ rất là hạn chế để mà lên, trừ khi nào mà có những cái vấn đề gì mà nó thật sự cần thiết kinh khủng luôn thì chị Ni mới 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 lên, hoặc là sẽ truyền đạt lại qua chị Bích Trâm hay qua Hồng Loan hay Võ Nhật Bân hay Chí Cảnh gì đó để mà nhắn gửi đến mọi người, còn không thì chị Ni sao không có lên nữa, không có ấy. Mà bây giờ chị Ni chỉ có làm thôi, không có xuất hiện nhiều nữa, ai muốn nói gì nói, bây giờ chỉ có làm thôi. Và có một cái điều mà Chí Cảnh cảm thấy rất là thương chị Ni á, là chồng của chị Ni đã không cho chị Ni về Việt Nam nữa. Nói chung là chồng của chị Ni không có đồng ý cho chị Ni nữa, tại vì họ chồng của chị Ni nói là ở bên Malaysia mà họ còn còn muốn còn ấy tiền để làm chị Ni như vậy thì nói chi là về ở đây thì còn kinh khủng đến cỡ nào. Cho nên chồng chị Ni đã không cho chị Ni về, nhưng mà chị Ni là một người hứa là sẽ làm, nói được làm được, đã hứa là sẽ đồng hành cùng Hồng Loan thì chị Ni sẽ cố gắng đi đến cuối con đường cùng với Hồng Loan. Đó là cái bản lĩnh của chị, chơi không chạy, chơi là chơi tới cùng. Cái vấn đề thứ hai nữa là Chí Cảnh nghĩ rằng là chị Ni vẫn còn những cái điều trăn trở, những cái mà mình chưa có hoàn thành, giống như kiểu vẫn còn còn vang dang dở, vẫn còn chưa có xong á mọi người, chưa có xong của một sứ mệnh á, cho nên là chị đi vẫn còn rất là day dứt và rất là nặng lòng với Hồng Loan. Cho nên bất chấp cái việc mình mới trải qua một cái tai nạn rất là kinh khủng như vậy, nhưng mà chị đi vẫn vẫn không sợ, không chùn bước và muốn đi về để mà giúp Hồng Loan một lần để đi cuối đoạn đường, sau đó thì chị Ni sẽ rời đi. Thì mình thấy chị Ni là một người rất là bản lĩnh, đúng không mọi người, rất là bản lĩnh. Lẽ ra là nếu như mà trong trường hợp mà chị Ni đã không có vào cái drama này thì có vẻ như chị Ni sẽ rất là bình yên, không có bị người ta như vậy. Và Chí Cảnh với chị Ni cũng từng Chí Cảnh với chị Ni hay nhắn tin đó. Thì Chí Cảnh có nói là năm nay là một cái năm mà không có tốt với chị Ni, nói chung là năm nay chị Ni sẽ gặp nạn đó, năm nay chị Ni sẽ gặp nạn, Chí Cảnh cũng nói hoài đó. Và Chí Cảnh cậu có nhắn cho chị Ni á, thì chị Ni có nói là thôi gán đó, nhưng mà không ngờ cái nạn năm nay nó cũng lớn, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng qua được, đúng không mọi người? Thật sự mà nói thì Chí Cảnh có nhiều lần nhắn tin cảnh báo cho chị Ni, tại vì Chí Cảnh có biết biết một chút về nhân tướng học, với lại Chí Cảnh cũng giỏi về cái năm tuổi rồi này nọ đó mọi người, Chí Cảnh coi được. Thì Chí Cảnh có nhắn cho chị Ni là chị ơi, năm nay chị rất là xui, chị sẽ bị nạn, nhưng không biết bị năm lúc nào, nhưng mà chị sẽ bị.
chị sắp bị á, thì chị đi cũng nhắn là cho chị cảnh là cho gán gán cho qua, thì em cũng cố gắng nha. Nói chung là hai chị em cũng cố gắng mà động viên nhau để mà vượt qua đó. Và chị cảnh cũng đã nhắn cho chị đi trước đó luôn á mọi người, trước đó luôn á. Nói chung là chị cảnh nói xong nó hay thiệt đó mọi người. Chị cảnh nói nó trời sao bây giờ tôi cũng giật mình là sao tôi hay vậy đó. Tôi nói là năm nay chị tuổi rất là xui luôn á, và có thể chị sẽ bị cái nạn luôn á mọi người, mà không ngờ luôn á. Nhưng mà cuối cùng thì bị luôn, bị nhưng mà cuối cùng là qua được ha mọi người ha, cũng cũng đỡ, xong rồi nó cũng qua được. Thì đó là những cái mà Chí Cảnh muốn kể cho mọi người nghe để mọi người hiểu rõ cái sự việc là như vậy. Rồi bây giờ xong rồi thì không còn ai nói về cái việc mà ăn cướp hay là ginh cát sắt, ôm cát sắt gì cả. Với lại đó, Chí Cảnh nghĩ rằng thật sự mà nói thì cái tụi kia nó nói là Chí Cảnh tung hô một một con ăn cướp đúng không? Không có ai mình đi tung hô cái hành động đó. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái chuyện đó nó đã xảy ra trong quá khứ rồi, và nó không có liên quan gì tới cái drama này cả, đúng không? Không phải là chị đi vô rồi cái drama này để lợi dụng drama để mình vô ginh cát sắt gì của ai mới đây là đâu có. Cho nên là đừng có nói là Chí Cảnh Võ Việt Vân hay là mà chị Binh Bích Trâm Anh Linh Tí đâu này nọ Hồng Loan đâu tự dưng bị ủng hộ một con ăn cướp, đâu có ai ủng hộ cái đó. Nhưng mà cái vấn đề đây á, là nó đã xảy qua trong quá khứ rồi, và thật sự mà nói chúng tôi không có quan tâm cái chuyện đó. Chúng tôi chỉ có quan tâm cái việc chị Ni hiện tại đến để giúp đỡ Hồng Loan, và hiện tại chúng tôi thấy chị Ni rất là bình thường, không có bị báo chí, không có bị truy nã, và đặc biệt chị cảm thấy là chị Ni vẫn đi đứng bình thường, đâu có bị cái gì đâu. Còn cái chuyện đó là mình đâu có thèm quan tâm mọi người. Nếu như trong trường hợp mà chị Ni đi cướp đi ơ gì đó thì tại sao chị Ni không bị gì đó, thì mình không có quan tâm cái chuyện đó. Nhưng mà sau này thì khi mà cái sự việc này xảy ra thì bây giờ mình mới hiểu rõ hơn. Nói chung là bây giờ Chí Cảnh mới mới hiểu rõ hơn cái vụ đó là chị đi đến rồi được ủy quyền rồi ấy như vậy, thì tụi nó căn cứ vào cái chuyện đó. Nhưng mà rất là may là chị đi đã có, thứ nhất là có chuẩn bị giấy ủy quyền rồi cũng có clip hình ảnh đồ rõ ràng như vậy, rồi những nạn nhân đó sẵn sàng đứng ra để mà ấy nói cho chị đi, rồi sẵn sàng là ví dụ như chị đi mà có bị cái gì là họ sẽ sẵn sàng là bỏ tiền ra để mà ấy cho chị đi hết. Nói chung là những người mà đã từng bị như vậy đó, nạn nhân đó là họ rất là thương chị Ni, rất là đội ơn chị Ni luôn đó. Cho nên cuối cùng là chị Ni không có bị gì hết, và qua câu chuyện này thì nó cũng đã xong luôn, khỏe luôn rồi. Và thật sự mà nói thì Chí Cảnh có nhớ là ngày xưa Chí Cảnh đi học á, thì Chí Cảnh có học một cái vài cái chuyện giống như kiểu mà những anh hùng ngày xưa đó. Nói chung là mình có đi học những anh hùng ngày xưa thì có những hồi thời xưa đó, thì có những người mà họ đi 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 lấy của những người mà kiểu mà giàu á, giàu mà làm giàu bất bất chính đó mọi người. Họ đi lấy những cái đó họ chia cho người nghèo hoặc là họ giúp đỡ cho người nghèo, thì cái hành động đó mình đâu có gọi là cướp, đúng không? Hồi Chí Cảnh nhớ là hồi xưa mình đi học đó, mình cũng có học rất là nhiều cái chuyện giống như vậy đó mọi người, cái sự việc giống như vậy. Có nghĩa là những cái người đó họ 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 lợi họ 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 lợi họ cướp, họ lấy của những cái điền chủ hay là của những cái ông quan đó mọi người, của ông quan mà ổng tham đó, tham quan ngày xưa đó, rồi bị những cái người mà anh hùng đó họ tới họ lấy họ chia cho dân rồi đó, thì nó đâu phải là cướp đâu mọi người. Cho nên Chí Cảnh thấy cái câu chuyện của chị Ni thì chị Ni cũng chị đến để giúp cho những người bị lừa đảo rồi chị đi đến giúp rồi trao lại cho họ, chứ đâu phải là chị đi cướp về túi chị đi, là chị đi tới giúp cho những người đó rồi trao lại cho những người bị hại đó. Chứ chị đi đâu có phải là tự dưng đi vô nhà của anh ta đang làm ăn chân chính mà đi vô nhà của anh ta cướp két sắt. Mọi người nghĩ dễ cướp không? Tự dưng mình đi vô nhà mình cướp két sắt mà mình bình yên vô sự vậy được hả? Trời ơi, mình vừa cướp ra khỏi một cái là bắt đầu người ta báo lên cảnh sát liền, người ta báo là dậy sóng, là báo chí rồi nó dậy sóng lên là có một một con ở Việt Nam đi qua bên đó mình tự tiện đi vô nhà người ta cướp két sắt rồi là báo chí rồi dậy sóng, là trời ơi người ta báo lên là ở bên đó nó làm dữ thần rồi đúng không? Mà có đâu. Cho nên là ngày hôm nay Chí Cảnh cũng giải thích cho mọi người nghe về cái việc mà ủng hộ cái vụ cướp đó. Thật sự mà nói không phải là bên tụi Chí Cảnh là ủng hộ cái vụ cướp đó, đâu có ai lên tiếng là chị ơi chị cướp đẹp quá hay là chị cướp nữa đi, đâu có ai mà ủng hộ cái đó.
Nhưng mà cái tại vì đã cũng Chí Cảnh cũng nói chung là cũng đã hiểu sơ sơ, Chí Cảnh cũng hiểu sơ sơ là cái vụ đó, nghe kể mặc dù Chí Cảnh không có hỏi kỹ tại vì Chí Cảnh cũng ngại đó, không có muốn kiểu xăm soi cái quá khứ cái đời tư, cho nên Chí Cảnh cũng chỉ hỏi sơ sơ là cái vụ đó là sao chị, thì chị nên cũng có kể cho Chí Cảnh sơ sơ là chị đến giúp người ta bị vậy 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 đó, thì Chí Cảnh chỉ biết sơ sơ như vậy thôi. Ngày hôm nay thì mới biết biết kỹ hơn là cái vụ đó đầu luôn này nọ, đầu luôn được ủy quyền đầu này nọ, đầu luôn đó mọi người. Cho nên là bây giờ là mọi thứ nó cũng xong xuôi rồi ha, chị Ni cuối cùng thì cũng đã tai qua nạn khỏi. Thì nhân đây thì Chí Cảnh cũng cảm ơn rất là nhiều cô chú anh chị, rất là nhiều cô chú anh chị, rất là nhiều người cảm ơn, nói chung là bạn bè thân của chị Ni, bạn bè những người bạn bè thật sự thân nha, còn mấy cái má mà lên mà và tôi là chị của Ni rồi tôi là bạn của Ni, em của Ni gì đó mà mấy cái má mà lên mà làm sồn sồn đó thì không có cảm ơn mấy bà đó nha, chỉ cảm ơn những người mà thật sự mà giúp đỡ chị Ni đó. Cảm ơn bác sĩ Long, cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn rất là nhiều anh chị đã luôn ở bên cạnh chị Ni, đồng hành cùng với chị Ni, và đặc biệt cảm ơn rất là nhiều khán giả đã yêu thương ủng hộ chị Ni rất là nhiều. Khi mà chị Ni bị như vậy thì có rất là nhiều người đã buồn, đã khóc, rồi đã nguyện ăn chay, đã nguyện đi làm này làm kia rất là nhiều luôn mọi người. Và cuối cùng thì có một cái điều mà lẽ ra Chí Cảnh cũng không có trả lời để làm gì, nhưng mà thôi sẵn tiện nói luôn là tại sao Chí Cảnh vắng mặt trong cái buổi mà đi đi đón chị Ni mà có Võ Việt Bân, và có nhiều người nói là sao Võ Việt Bân ở dưới Bình Dương lên mà Chí Cảnh ở ở Sài Gòn mà Chí Cảnh không không nghe đâu này nọ đó mọi người. Thì Chí Cảnh cũng cũng nói thiệt là lúc đó là Chí Cảnh có việc, Chí Cảnh không có lên kịp, Chí Cảnh có việc Chí Cảnh không có lên kịp rồi, cho nên là Chí Cảnh không có có nghe, cho nên là mọi người cũng thông cảm chứ không phải là mình không có thương chị Ni hay là không có quan tâm, mà Chí Cảnh không có kịp tại vì nó quá bất ngờ, nó quá bất ngờ không có biết trước đó, chứ không có gì đâu mọi người ha. Chí Cảnh giải thích cho vậy đó, chứ thấy mọi người hỏi 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 không à, nó hỏi sao không ra, chứ thật ra Chí Cảnh cũng rất là muốn. Và do bây giờ thì chị Ni đang đang kiểu đang dậy cần nghỉ ngơi rồi cần giải quyết việc, và Chí Cảnh hy vọng rằng một ngày gần nhất thì Chí Cảnh, chị Ni, Võ Diệp Bân, chị Hồng Loan, anh Linh Tý, chị Bích Trâm rồi những anh em khác sẽ có cơ hội để mà ngồi ăn một bữa ăn chung với nhau, tại vì cũng lâu lắm rồi không có gặp mấy anh chị, cho nên Chí Cảnh hy vọng rằng cái ngày đó sẽ rất là gần nha.